대표님 저희 주문한 거 옷 있잖아요. 그거 좀 보셔야 될 것 같은데. 이거가 온 거거든요. 이게 새로 이번에 맞춘 건가? 아니요, 이거는 저번에 맞췄던 거고. 저번에 맞춘 거. 네. 이거 로고 너무 크게 나와서 우리 다시 만든 거잖아. 맞아요. 보자, 새로 만든 거. 옆에 있는 게 새로 만든 거. 보면은 로고는 우리가 원하는 대로 나오긴 나왔거든요. 너무 핑크빛 돌아서 조금 더 진한 빨간색으로 바꿨고. 그리고 확실히 사이즈는 조금 더 우리가 원하는 대로 조그맣게 다시 해줬거든요. 근데 보면 티셔츠가 새로 주문한 거는 완전 다른 게 왔어요. 완전 이걸 보면은 다른 옷을 만들어 왔어요. 보시면 이 시보리 부분 보시면은 아예 다른 옷이에요. 이게 더 얇네? 훨씬 얇죠, 지금 보면. 자, 이건 좀 네. 두꺼운데. 맞아요. 요거는 왜 이리 얇아? 그러니까요. 완전 싸구려 원단으로 줬구나. 저 제가 느끼기에도 그런 것 같아요. 사실 제가 전문가가 아니라서 확실히 말은 못하겠는데 그냥 전문가가 아니더라도 딱 봐도 원단이 훨씬 얇고 그리고 시보리 부분만 봐도 이거는 완전 늘어져서 몇 번만 입으면 바로 버려야 될 것 같은 느낌이에요. 확실히 좀 뭔가 얇다. 그죠, 원단도 다르고. 야, 그때 우리 이거 비싼 걸로 만든 거잖아. 네. 이게 확실히 두껍네. 맞아요, 프리미엄으로 달라고 그래가지고. 이게 한 개 얼마야? 이게 한 개 만 원꼴이라고 보시면 돼요, 총. 이 어디 회사야 이거? 사무실 어딘데? 제가 직접 갔다 온 곳인데 10군 쪽에 있어요. 10군? 네. 고인? 야. 준너 좀 다 된 껌띠나 이냐? 예. 응? 예. 엠 거이 쭉냐? 예. 엠 거이 쭉? 엠 너블 메달라 대사와 메다 산소탕 막학 까랄라 레딘 예. 막가이 좀 다 달라 막딘. Anh ơi, em ở bên công ty Monster á. Hôm bữa em có đặt áo thùng bên anh á. Anh nhớ không anh? À, ok, sao cái áo thùng á, mới mà em mới nhận của anh hôm bữa em có nói với anh á là nó mỏng hơn cái áo thùng cũ á. Mà sao cái chất lượng của nó khác cái chất lượng ban đầu á vậy anh? Tại vì hôm nay em chưa có lên công ty á. Bữa trước á, chị nói chị qua công ty rồi, chị có qua không chị? À, bây giờ bên em chuẩn bị qua bên anh để nói chuyện nè. Em hỏi tại sao chất lượng thì khác nhau? À, mà anh ơi, à, cho em hỏi sao cái vải á, cái đợt này nó mỏng quá vậy anh? Tại vì á, vải á, tại vì em không phải kiểu là cái nào nó trong cái nào. Nhưng mà... là đơn này nó mai khác cái khúc vải á. Nhưng mà nó mỏng hơn. À, ok, để gì để bên em qua bên anh để nói chuyện nha anh. Rồi, ok. Dạ, dạ. Là 이대로 그냥, 이대로 참으면 호구야, 호구. 맞아요. 이게 문제가 한번 생겨서 다시 한번 해결을 해달라 했는데 또 문제를 만들었어요. 우리 외국인이 이거 주문한 거 알아? 알긴 알죠. 제가 갔었으니까, 직접 갔었으니까. 너가 문제구나. 제가 만만해 보였을 수도 있어요. 너가 만만했구나. 일단 뭐가 없어 보이니까 애가. 하늘아, 바로 가자. 아, 그래? 우리 바로 가야 돼. 지금 비 와, 엄청. 오늘 뭐 컨셉이 커리어 우먼. 나 일을 그거 같은데? 열심히 하려고. 사이코지만 괜찮아에서 나오는. 오, 뭐지? 서예지. 야, 무슨 그런 말에 서유지 팬님한테 혼날라고. 서유지 팬님은 뭔데? 몰라. 그런 말 하지 마, 부끄럽잖아. 잘 때까지 막 핸드폰을. 그러니까 핸드폰을. 아니, 나 요즘 서유지 엄청 좋아하는데? 나 그래서 주말에 정주행하기로 했어. 진짜 너무 재밌게 와가지고. 서유지를 좋아해서. 나 요즘 편집보다 사이코지만 괜찮아를 먼저 봐. 아니, 서유지님 그 신상 정보를 다 알고 있잖아. 무서운데? 나 깜짝 놀랐잖아. 그 이 정도면 서유진님 보려고 보는 거 아니야? 맞아. 비가 오네. 미리 샘플을 하나씩 네. 빼놔. 이게 이전 거거든요. 이전 거 그리고 여기가 되게 재밌는 게 7층까지 엘리베이터가 있잖아요. 7층에서 한 번 더 올라가야 돼요. 8층까지 가야 돼요. 들어가자. 안 살까? 까날라 안 머리 산소 라이 까날라 아우 구 이만 안 xem thử đi cái chất lượng này bạn thấy có giống nhau không là khác nhau nhiều cái này là cái mắc tiền và cái này là cái rẻ tiền sai mãi là gì
글씨 사이즈도 이제 이게 작은 거잖아. 좀 그러니까 우리가 원했던 사이즈잖아. 원래 우리가 좀 작은 사이즈 로고를 원했는데 여기서 이렇게 큰 걸 해준 거야. 그래서 우리가 생산을 다시 해달라고 한 거지. 근데 그것도 안 해주려고 하다가 우리가 이제 계속 강력하게 얘기를 해서 다시 생산을 해준 건데 이거는 싸구려 재질을 우리한테 준 거지. 많다 했어. Vậy thì em sẽ gọi lại với xưởng, em check lại một lần nữa xem là có vấn đề gì về hai cái bãi này không, rồi em báo lại liền cho mình luôn ha. Nhưng mà bây giờ bạn cũng biết được là bây giờ chất lượng thì khác nhau đúng không? Hay là bạn thấy giống nhau? Thấy giống nhau. Bạn thấy giống nhau hả? Em thấy giống nhau ha. Tại vì nó cũng không có quá là khác biệt khi mà nó mỏng bên anh là công ty sản xuất áo mà em không biết ngay được hả? Mình là người bình thường mà mình biết ngay được là cái này khác nhau, hiểu không? Toàn bộ luôn hả? Nếu mà em xem thì em cũng biết được mà. Em cho anh sample là cái này là mắc tiền, cái này là rẻ tiền. Mà bên em không nhận ra được hả? Thì em nói là bây giờ em thấy như vậy xong rồi bây giờ em sẽ check lại với bên xưởng, tại vì cái này xưởng làm, em check lại bên xưởng rồi em vô em báo lại với anh liền. Thì bây giờ hay là bây giờ em check lại ha? Bây giờ em check lại đi. Nhưng mà thật sự là nếu mà trường hợp này thì bên anh phải nói xin lỗi trước, hiểu không? Không phải là anh rạn cho nên là anh đến. Tại vì bên anh làm sai, hiểu không? Bây giờ hai lần rồi, hiểu không? Cho em áo này và anh không so sánh được thì bên em sẽ không nói gì mà đúng không? Hả? Là nói xả với anh, hiểu không? Em lấy tiền là 200.000 một cái áo mà sản xuất thì chỉ là 100.000 như vậy thôi, hiểu không? Anh đợi em xíu, em check lại, em báo lại cho anh liền để em coi cái hướng giải quyết như thế nào. Ok, bây giờ em check lại đi. 이게 더 좋다는 거잖아. 아니지. 그냥 내가 다시 설명을 해줄게. 지금 상황이 어떤 거냐면 로고를 크게 만든 옷이 우리가 처음에 비싼 옷으로 만든 옷이야. 근데 로고가 너무 크게 만들어졌으니 우리가 원래 원하는 걸로 해줘라. 우리는 로고가 큰 걸 원하는 게 아니라 작은 걸 원한다라고 해서 다시 생산을 해준 거야. 근데 다시 생산하는 옷은 싸구려 재질로 해준 거지. 재질인데 로고는 맞게 한 거고. 디 야마이 꼼라 꼼티 베넨 마누엄. 디 꼼옐라 không phải là nhà máy riêng, vốn là bên này riêng, mà bên này vốn là nhà máy là cùng công ty mà. Dạ. Cái đó là trách nhiệm của công ty em. Dạ, em đang. Đúng không? Không, em đâu nói gì đâu, là trách nhiệm của bên em. Tại vì anh, bây giờ anh vẫn chưa nghe bên em nói xin lỗi. À, dạ, dạ, bên em chỉ đang gọi đang ngoài xưởng để tìm hướng giải quyết chặt thôi. Nếu mà không phải tụi em đang trong cách, không phải là tụi em đang phủ nhận, dạ. Mà em đang giải thích cái quy trình của tụi em làm việc. Em giải thích là tại sao mà không gửi vô đây mà là gửi cho khách luôn. Nếu mà có bóng đen như vậy thì phải nói xin lỗi trước. Xong rồi giải thích tại sao như này, hiểu không? Dạ. Như vậy mới đúng. Dạ. Em đây vậy. Nhưng mà em chưa bao giờ nói với anh xin lỗi trước. Không, mà em xin lỗi. Chị biết là bên em rất là bận và nó có cả khó khăn, nhiều khó khăn, nhưng mà không được chuyện như là không được làm như vậy. Anh chưa bao giờ nghe bên em nói xin lỗi mà em nói là em nói xin lỗi nhiều lần nhưng mà anh chưa bao giờ nghe. Dạ, tại vì á, bây giờ tụi em phải check lại cái xưởng xem là hai cái mẫu này nó có chung một cái không. Em nhìn ban đầu là em đã. Tụi em mới xác nhận được là cái lỗi trực tiếp là do tụi em hay là do cái gì đó thì tụi em vẫn chưa biết được, nhưng mà tụi em phải check lại với bên xưởng trước rồi. Nhưng mà bên xưởng trước rồi. 우리가 봐도 이쪽 이 친구들이 봐도 다른 거고 이거 지금 확인할 것은 없고 그냥 해결해 줄 것만 있다고 생각하는데. 그러니까 지금 확인하는 거는, 그러니까 여기는 책임지는 걸 굉장히 싫어해. 알지. 자기 회사에서도 공장 책임이냐 여기 책임이냐 서로 이거를 따지고 있는 거야. 나중에 누군가 책임을 져야 될 거 아니야. 맞지. 근데 공장 니네 책임이네 아니면 사무실 니네 책임이네 이거를 지금 따지고 있는 거야 자기들끼리. 아, 그냥 뭘 체크한다는 게 그냥 너 잘못이냐 내 잘못이냐 관련된다는 거지? 그거를 따지고 있는 거지. 아니 뭐 확인할 게 뭐 있어. 아니 왜냐면 얘네가 아까 계속 변명한 것도 뭐냐면 자기들은 이거를 확인하고 보낸 게 아니라 공장에서 직접 이걸 보냈기 때문에 자기들은 책임이 없다, 그걸 자꾸 얘기하고 싶었던 거야. 뭔 소? 엠 vẫn làm đúng như cái chất vải đó.
là cái chiếc vải cô tông cao cấp premium. Thì có nghĩa là mỗi một cái cây vải khác nhau á, nó sẽ có một cái định lượng sai sót nó khác nhau, chứ không thể nào một cây vải mà cây này nó sẽ giống như cái cây kia hoàn toàn được. Nhưng mà em, cái đó không phải là lý do em nói được. Nếu mà em nói như vậy thì em cho anh sample này, xong rồi em sản xuất thì em sản xuất khác. Mà em nói, ý em nói là em nói đúng mà, đúng không? Thì lần đầu thì em cho anh sample này, hiểu không? Mỗi chọn lượng thì giá khác nhau, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái anh chọn là cái này là 200.000. Dạ. Nhưng mà cái này là rẻ tiền. Nhưng mà bây giờ em nói là hai cái chất lượng giống nhau thì làm sao anh chấp nhận được? Không phải là hai cái chất lượng giống nhau mà là hai cái là nó cùng một cái chất liệu vải đó. Nó đều là... Thì có nghĩa là bên em không làm gì sai mà. Ý em nói là em làm đúng mà, đúng không? Dạ đúng rồi, bên em vẫn lấy đúng cái chất vải mà bên anh không. Em ơi, em nghe nói nghe nha. Nếu mà em đưa cho anh chị xem cái này thì em phải đúng làm cái này luôn. Nếu như nó thuộc về cái chất lượng vải bên em, cái kỳ sau nó kém thì bên em sẽ làm lại cái chất lượng vải này cho anh chị lại thêm một lần. Không, nhưng bây giờ em, bây giờ ai cũng biết được là hai cây khác nhau, hiểu không? Nhưng mà em muốn kiểm tra cái gì nữa? Chị có hiểu vấn đề này không vậy? Bây giờ cho dù chị gửi ra ngoài Hà Nội, chị có check với bên kia có ra vấn đề thì nó vẫn rõ ràng như vậy, sao chị bên em có thể chấp nhận được? Nó rất là mỏng, thấy không? Chứ không phải là kiểm tra lại nữa, hiểu không em? Vậy nếu không thì em gửi tiền lại cho chị. Thì em gửi lại tiền cho anh nha. 다들 고생하셨습니다. 고생했어요. 아, 네가 제일 고생했다. 상훈아, 퀸이랑. 아니요. 이거 환불 받으면 네. 그때 이거 물건 돌려주자. 그렇죠. 고생했다. 아, 고생하셨습니다. 제가 원래 너무 답답하고 막 화가도 나고 이랬는데 좀 강하게 말해주셔서 저도 막 속 시원하고 그랬어요.